Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Các tính toán cơ bản trong Excel Ví dụ như đây Tôi có một bảng dữ liệu Và trong bảng dữ liệu của tôi á Nó gồm hai cột A và B Hai cột này á Nó có dữ liệu cho trước rồi Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Thực hiện các phép toán A cộng B A trừ B A nhân -B, B Và A chia B Đó Thì ở đây á Hai cột A và cột B đã có số liệu rồi Bây giờ tôi sẽ lần lượt là thực hiện các phép tán sau đây Rồi đầu tiên là phép tán A cộng B Ví dụ như đây là 1.000 cộng cho 2.300 Nếu như các bạn chúng ta thiết lập như thế này này Cộng 2.300 Đó, nếu như các bạn chúng ta thiết lập trực tiếp á Bấm Enter Thì lúc này á nó cũng ra kết quả đúng nha Tuy nhiên khi các bạn chúng ta thay đổi số liệu này Ở đây tôi sẽ thay A là 2.000 thì ở đây á, nó vẫn là 3, 3 không chính xác kết quả phải là 4003 vì vậy trong Excel thay vì các bạn chúng ta nhập dữ liệu trực tiếp thì các bạn chúng ta phải thông qua ô địa chỉ thì lúc đó nó mới chính xác nha rồi bây giờ tôi sẽ thiết lập công thức lại này bằng này nhớ nha để thiết lập công thức trong Excel phải bắt đầu bằng dấu bằng tiếp theo các bạn chúng ta sẽ lấy số A này các bạn chúng ta cộng cho B đó, bấm Enter thì lúc này á nó sẽ ra 4.300 khi các bạn chúng ta thay đổi dữ liệu này ở đây tôi sẽ thay là 5.000 bấm Enter thì ở đây á nó sẽ tự động là cập nhật dữ liệu lên là 7.300 đó thay vì các bạn chúng ta cộng trực tiếp thì chúng ta sẽ thông qua ô địa chỉ thì khi các bạn chúng ta thay đổi dữ liệu á thì kết quả luôn đúng nha rồi sau khi thực hiện được một ô rồi các ô còn lại á tôi cũng làm tương tự nha tuy nhiên á trong Excel nó có một cái hay là các bạn chúng ta chỉ cần là làm được ô đầu tiên mà thôi còn các ô còn lại á các bạn chúng ta sẽ tiến hành là sao chép công thức thì để sao chép công thức á chúng ta sẽ có hai cách sau đây cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ chọn vào ô mà các bạn chúng ta đã tính toán kết quả rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ lên chuột xuống phía dưới bên góc phải màn hình khi nào có dấu cộng màu đen xuất hiện á các bạn chúng ta giữ chuột trái này kéo xuống đó thì lúc này á nó sẽ tự động là tính toán các ô còn lại và cách thứ hai này các bạn chúng ta sẽ chọn vào ô mà các bạn chúng ta đã làm ra kết quả rồi tiếp theo là chuột vào góc dưới ở bên phải bấm đúp chuột trái nha tức là bấm hai lần chuột trái vào thì lúc này á nó sẽ tự động là sao chép công thức xuống các ô còn lại rồi để bấm vào dấu cộng các bạn chúng ta sẽ bấm là shift bằng này thì nó sẽ ra là dấu cộng nha rồi phép trừ cũng làm như vậy nha chọn vào cục a này trừ này. cục B bấm enter sau đó tôi sẽ tiến hành là sao chép xuống các ô còn lại này bằng cách là rê chuột vào góc dưới bên phải khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen á tôi sẽ nhấn đúp chuột trái này đó thì nó ra nha rồi A nhân B thì tôi sẽ lấy A này nhân thì các bạn chúng ta sẽ bấm là Shift 8 thì nó sẽ ra nhân nha trong Excel á biểu tượng dấu sao là nhân và các bạn chúng ta sẽ bấm Shift 8 thì nó sẽ ra giống sao thế này và các bạn chọn vào cục bên Enter thì nó ra kết quả nha sau đó kéo xuống các ô còn lại rồi tương tự ở đây tôi sẽ chia này lấy cục A để chia á các bạn chúng ta sẽ xẹt qua bên trái nha chọn vào B bấm Enter đó. sau đó tôi sẽ sao chép công thức xuống các ô còn lại đó thì nó ra kết quả nha rồi đối với dữ liệu á thì các bạn chúng ta nên định dạng để cho nó dễ nhìn hơn bằng cách là các bạn quét chọn toàn bộ dữ liệu số này sau đó bấm phải chuột chọn vào format cell tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab number chọn vào dòng number ở đây rồi ở mục là decimal play tức là chúng ta sẽ để bao nhiêu số 0 sau phần thập phần ở đây á nó sẽ để là hai nha tuy nhiên tôi sẽ để là không sau đó tôi sẽ tích vào một là U thousand separator tức là ngăn cách phần ngàn bởi dấu phẩy này. Ok. Thì lúc này á nó sẽ định dạng số liệu nha. Lúc này số liệu của tôi đã đẹp hơn, dễ nhìn hơn. 5.000 này, 2003. 11 triệu 500 này, đó nhìn vô dễ nhìn hơn. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tính toán cơ bản trong Excel. Nếu thấy video hay hiểu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem.